Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn Sibo 3D. Thì Sibo 3D ở bài số 2 này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em là sẽ lớp mặt bằng lô. Bài 2 này mình sẽ chia ra làm hai phần: san lớp mặt bằng lô và san lớp mặt bằng san lớp đường giao thông. Thì nó sẽ có sự khác nhau. San lớp mặt bằng lô này thì dễ thôi, tại vì vừa qua một bài đường miền núi thì cũng khá dài, nên mình sẽ hướng dẫn bài hai phần 1 này cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi. Thì đầu tiên anh em mở CVO ở đây lên. Bài hai này mình sẽ nói một vài phần củng cố lại ở các kiến thức ở bài 1. Tại có một vài điểm ở bài 1 có thể là do dài quá nên mình cũng chưa nói hết được. Bài 2 này sẽ ngắn hơn và mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái chỗ đó. Đầu tiên là đây, cái file mặt bằng hiện trạng. Thì đây, nó có cái file topo. Cái topo này là bao gồm là x, y và z. Thì anh em có thể xem lại ở bài 1 phần 1, mình có hướng dẫn cách chuyển cái file topo này qua mặt bằng. Thì anh em xem lại, mình sẽ không nói lại phần đó mà mình sẽ vô phần mà ở đây mình có sẵn cái file tạo mặt bằng rồi, mình sẽ mở lên luôn. Đây, cái file topo này đang bị lỗi, là do mình chuyển file ra ngoài đó. Đấy, thì mình sẽ bắt đầu lại luôn cho các bạn những cái ôn lại kiến thức. Thì cái file topo này có x, y, z. Đầu tiên chúng ta cũng tạo ra VA surface bề mặt. Ok ở đây. Sau đó là ép topo này vào, ta vào point group, à, point file, ép vào. Anh em phải xin. Làm sao chủ yếu là chúng ta làm việc trên Sibo là việc phía bên này nhé. Anh em nên hiểu các thông số này. Cái surface này là cái chuyên để tạo cái bề mặt, còn cái point này nó chỉ xuất ra các điểm thôi. Ví dụ như tại cái point ở đây thì nó xuất điểm thôi, còn ở lại mình thì nó tạo ra cái tuyến, nó giống như là ấy. Em muốn sửa cái gì thì vô đây. Đây là mình chưa tạo nó không có. PP network này là về cấp, về thoát nước. Pressure này là cấp nước. Grid này là cầu. Horizontal là tạo cái đây này, tạo cái một cách ngang đại diện để ép vào. Intersection là tạo nút giao. Khi chúng ta tạo ra nút giao nó sẽ đang xuất hiện thêm ở đây. Và cái data shortcut này là cái link, nó sẽ link từ file này qua file kia. Nó thường hay quan điểm nó là beam đấy, nó link từ các file Sibo qua để nó đưa vào đây. Thì cái phần đó mình sẽ nói xong. Bây giờ cứ tạo bề mặt tự nhiên từ void file. Thì thường nó san lớp mặt bằng ấy, thì người ta sẽ bắn mặt bằng và người ta sẽ đưa các cái điểm này cho chúng ta. Đưa điểm nó nhiều cách, thì test hoặc là cái file tt vân vân. Đây là cách đưa file tt. Thì các bạn có thể xem lại ở phần 1 nhé, bài 1 phần 1 nó mình có nói về cái này. Rồi chúng ta xuất sang thôi. Đây nhá. Cái này nhầm tí, mình sẽ quay lại. Khi các anh em xuất sang thì xuất sang đổi sang đơn vị là mét nhé. N. Ta sẽ ép vào.
nó có sự khác nhau đấy, nó có sự khác nhau. Topo này là tao bắn đơn vị là mét này. Ok, sau khi xuất ra mình như này, bây giờ ta chỉ cần cái đường là bao ngoài này. Ví dụ như bạn nào mà có cái XRF mặt bằng đấy thì chúng ta có thể xuất sang để làm cái ví dụ như săn lấp là thường nó làm cho các khu dự án công nghiệp hoặc là đường chạy gì đó đây này, thì nó hay có cái ghép mặt bằng để chúng ta biết được chúng ta săn lấp ở chỗ này hay là tại chỗ này hay là tại chỗ này. Thì mình chỉ nói về phần cơ bản săn lấp thôi nhé, còn xuất sang XRF thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn XR lên và link nó sang thì nó sẽ dính vào cái bề mặt này luôn này. Nó nhưng mà file đó nó giống như dạng file block, nhưng mà nếu như muốn chỉnh sửa gì á thì các bạn phải qua cái file đó chỉnh sửa. Và khi chỉnh sửa thì chúng ta chỉnh sửa chỗ nào á thì nó sẽ hiện lên. Thì ở các bài sau đường đô thị, bài tiếp sau nữa này, đường đô thị này, mình sẽ link cho bạn xem. Nó đây, nó có cái file XRF đầu vào này, chúng ta link sang thì là được. Còn bây giờ bài này thì mình chỉ để nói sơ lược qua thôi. Trên lớp mặt bằng này thì nó cũng dễ, nó không có gì khó, nó là cơ bản thôi. Thì đây các bạn mở XRF lên, ấn vào đây này, ở đây nó có nhiều cửa xuất này, chúng ta chọn một cái XRF này này, nhưng mà cái XRF này không phải cho cái này nhá, nên là mình sẽ không xuất sang. Các bạn nào muốn xuất thì xem bài sau mình ấy. Nhưng xuất thì nó phải đúng đơn vị của nó kìa. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhá, ví dụ như là mình muốn săn lấp ở đây, mình muốn săn lấp tại cái lô nó như thế này chẳng hạn. Mình sẽ chuyển màu nó nha, sang màu đỏ đi cho dễ nhìn, cho chúng ta biết cái ô săn lấp của chúng ta. Đây thì ví dụ như chúng ta săn lấp tại cái ô này thì ở đây mình sẽ kiếm một vài điểm để mình lấy cái trung bình của nó nhé. Mình sẽ pick à, đây mình sẽ bổ sung một tí kiến thức này nha. Anh em như muốn biết cái cao độ tại một số điểm ở đây này thì anh em có thể vào cái point này, ấn vào đây này, pick này, pick vài điểm thôi. Đây là mình pick nha, tại vì nó không hiện ra nên mình pick một vài điểm để lấy cái cao độ trung bình như nó dễ nhé. Bây giờ đầu tiên là pick cái điểm point rồi, thứ hai là chúng ta phải làm cho nó xuất hiện cái cao độ của nó ra. Các bạn vào đây này, web này, chuột phải này, elevation, rom surface này, hãy chọn cái bề mặt tự nhiên. Đấy, sau đó là làm cho nó hiện lên. Làm hiện lên thì các bạn click vào đây này, phải này, point group property, chọn cái point label style này, các bạn chọn cái phần elevation only, các bạn chọn một cái đi nhé, nó sẽ tự nó hiển thị cho toàn bộ point group property. Chọn cái elevation only này, ok này, các bạn quét chọn cái bề mặt cho nó nhé. Ví dụ như cái này vừa nắng vừa nãy thì chọn, bây giờ chọn này, chọn vào cái elevation này của nó này, nó mới hiện ra này. Mình sẽ sơ sơ mình tính ở đây để cho cái có cái đào cái nắp cho các bạn có thể thấy được, là cho các bạn có thể thấy được nha. Ví dụ như mình chọn là
ở cái cao độ 188,5 đi, phẩy năm đi, cái cao độ nó là 188,5 đi, để có thể nhìn được cả phần nào phần đắp. Bây giờ là mình chọn 188,5 nhé, mình sẽ làm cái test ra đây. Đấy, cao độ là 188,5 đi, mình ví dụ vậy đi. Rồi, bây giờ cái này hết tác dụng rồi thì delete đi, không không cần nữa. Thì đầu tiên ấy, là có hai cách. Một á, là các bạn tính chỉ tính cái ô trong đây thôi. Hai là tính nó sẽ có tali đây nữa này, nó khối lượng tali. Tali nó cũng có hai cách tính, một là tính theo lối ô vuông, hai là tính như tính đường có mặt cắt. Thì đầu tiên á, mình tính giả sử như bạn chỉ tính trong cái ô này đấy, nó có một cao độ nhất định đi, không cần tali tali gì hết, thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ dùng cái khoản này lại trước nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái bề mặt cho nó. Ví dụ như vừa nãy mình nói là có nghĩa là 188,5, chúng ta đánh vào đây 188,5 này. Đây là tạo kiểu không có ta lui nhé. Chúng ta cũng create một cái surface mới ra. Cái bề bề mặt hoàn thiện đi, bề mặt săn lấp. Rồi, ok. Ở cái bề mặt săn lấp này chúng ta coi nó như là cái cao đơ, chọn vào này đấy thì nó sẽ chọn cái này cho chúng ta, cao độ là 188,5 này. Bây giờ là chúng ta sẽ lót cái nới số hôm trước mình nói với các bạn đấy, ở đây này, lót cái nới số lên. Đây là cái tool hỗ trợ để anh em tính san lấp mặt bằng lô. Nhiên là ngoài ra thì nó còn có tính khối lượng như hôm trước mình chỉ cho anh em, cái này xuất được cả khối lượng luôn. Lại shop ribbon chọn cái này nhá, để cho nó hiện lên đây này. Ở đây anh em có thể ok hoặc là x đi cũng được, không sao hết. Đây là cái mặc định mới rồi, nó sẽ hỏi chúng ta như thế này. Mình sẽ giải thích thì kiểu nó có nhiều kiểu, anh em thích chọn kiểu nào cũng được. Đây nó ghi vào này tên ô diện tích của khối lượng. Còn về cái kích thước ấy, cái kích thước mặc định này này, anh em thì có ở đây này, ẩn số. Đây là cái kích thước cho cái ô lưới ô vuông 10-10. Ví dụ như nó tùy theo cái tỷ lệ bản vẽ mà ta chọn dưới ô vuông 5 5 10 10 15 15 20 20. Thì đây là mặc định cho ô 10 10. Giả sử như chúng ta dùng cái ô 20 20 á, thì chúng ta gấp đôi này lên. Còn nếu dùng 10 10 thì dùng cái này. Nếu như mà dùng 5 5 thì lại chia đôi ra thôi. Đây mình cứ chọn mặc định nhé, chia đôi ra để sao để cho nó dễ nhìn, nó nằm trong chọn trong ô này chứ không là chữ nó phình ra to cái ô này. Rồi chúng ta chấp nhận, chọn kiểu chấp nhận thôi. Đấy. Ở đây ấy, các bạn có thể dùng cái menu bên này hoặc là cái ribbon ở dưới này cũng được. Mình dùng cái ribbon dưới này cho nó dễ nhá. Bây giờ anh em phải làm theo các bước trong đây này. Định nghĩa lô, tạo lưới, tạo ra cái khối lượng, xuất khối lượng. Cái tiện ích này thôi. Thì đầu tiên ấy, chúng ta định nghĩa lô. Định nghĩa lô các bạn ấn vào đây và chọn cái này là nó không có hiện ra đâu nhé. Tại vì sao? Tại vì cái mà chúng ta chọn là phải chọn đường polyline. Và cái đường polyline của chúng ta hiện nay đang bị ẩn ở dưới. Nó đang bị ẩn ở dưới cái đường cực, cái đường surface này. Chúng ta lay on luôn nhé. À, lấy số ấy. Đây, cái đường của chúng ta đang ở đây này.
Và thứ hai ấy, là chúng ta không được dùng cái đường này, chúng ta không được dùng cái đường này để làm cái định lô. Tại vì ấy, cái đường này này nó có liên quan đến cái này, nó có liên quan đến cái counter data này, nên là chúng ta chọn vào là nó bị lỗi cái surface này, và chúng ta phải tạo ra một cái đường polyline mới thì chúng ta CO nó ra thôi. Ví dụ như mình copy nó ra một khoảng là 200 đi, và chọn lại tạo cho nó một cái layer mới, nó tạo nó là một cái layer mới đi cho nó dễ. Ví dụ như chúng ta chọn tạo nó là layer san lấp mặt bằng, và màu nó là màu vàng đi, dễ nhìn. Sau đó là chuyển sang cái layer đó, đây cái layer san lấp mặt bằng này, chọn cho nó là cái màu mặc định nhá, màu ba layer này, rồi đưa nó lại. Từ nãy chúng ta mua ra 200, bây giờ mua về 200 thôi, 200. Và tạo ra một cái nhẹ nhẹ ở đây nhé, tạo ra một cái đường line ở đây nhé, để chúng ta lấy xô lên, nếu không là chúng ta chọn nhầm, nếu không là chúng ta sẽ chọn nhầm cái đường này. Thứ nhất là chọn nhầm cái đường này này, cái đường chúng ta đang link vào cái survey này. Thứ hai là chọn cách corridor là nó cũng không hiện lên. Rồi quay lại phần lấy số, rồi lấy số lên chứ nha. Mình sẽ giả sử như ở đây có một cái hồ, ví dụ thôi, ở đây có một cái hồ, dùng luôn cái layer san lấp mặt bằng này nhá, cũng được không sao hết. Ví dụ như ở đây có cái hồ, trong cái hồ này chúng ta không san lấp. Đấy, bây giờ nó lấy số lên, rồi vào nơi shop và định nghĩa cho cái lô này. Nó chọn này, nó hỏi này, chọn lô tính toán đấy, là chọn cái ô lô này, cái ô này, rồi đặt tên cho nó, ví dụ là san lấp mặt bằng test 1, test 1 đi. Hoặc là các bạn có thể đánh tên khác cũng được, san hay là săn lớp 1 đi, cái 01 enter. Bây giờ là chọn các lỗ thủng, lỗ thủng tức là cái chỗ mà chúng ta không săn lớp á, không tính như là cái hồ. Ví dụ như đơn giản nhất là cái hồ ạ, thì ấn vào đây nếu chọn lỗ thủng này, còn nếu không á thì chúng ta enter luôn. Rồi, ví dụ như ở đây là cái chỗ chúng ta không tính, enter. Rồi bây giờ là layout lại nhé, cái này là của nó là sau nhiệm vụ rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp này, tạo dưới cái góc độ này này, ví dụ như chúng ta muốn, tức là muốn nó thẳng luôn, nó bình thường như này này, mục định của nó là băng bình thường như này, tạo cái lưới như thế này, lưới như thế này. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái lô của chúng ta muốn nó đi theo cái cạnh nào đó, thì chúng ta sẽ chọn thế này, chọn góc này. Ví dụ như mình muốn nó có một cái đường nó chạy theo cái này, cái này nó hơi nghiêng tí cái nó thẳng được. Mình sẽ hướng dẫn tiếp để các bạn thấy là cái này nó góc độ nó khác này. Rồi chọn số hàng số cột, các bạn chọn làm sao á và cho nó cái số hàng số cột là nó bo hết cái này. Còn cái kích thước chữ X này, kích thước chữ Y là 10 x 10 đấy. Như đây là lô 01 đi, mình chọn lên nhiều nhiều tí đi, nhiều nhiều tí, miễn sao nó bo hết là được rồi. Tạo mới, chọn cái điểm bắt điểm á, phát nha. Đấy,
bo làm sao nó phải hết nhé. Và đưa cái này nó về đây, quay qua đây tí nào, cái này nó chưa ấy hết đúng không, đưa nó về đây đi. Đây nó sẽ như thế này đấy, biết sao nó phải bo hết nhé, nhớ là nó phải bo hết nhé các bạn. Chúng ta có thể RO cho nó xoay luôn cũng được. Sau đó chúng ta sẽ tạo bản tiên này, tạo cái đánh dưới, chọn cái bề mặt tự nhiên này, bề mặt tự nhiên này, thiết kế này, bề mặt sân lấp này, chọn lưới này, đô cung một này, rồi tạo đường phân cách đào đắp. Nó sẽ tạo một cái đường ranh, tạo cái đường chỗ này này, như là nó như bên này là đào, bên này là đắp chẳng hạn. Như vừa nãy mình lấy cái con số 188,5 là sẽ có số đào chỗ đắp. Để bắt đầu là tính khối lượng, chọn lưới, chọn là nó sẽ hiển thị ra tự nhiên này, chọn lô này, cái lô vừa nãy lúc đầu mà chúng ta định nghĩa lô á, ghép ô có diện tích dưới 1/3. Nếu như mà những cái chỗ nó nhỏ quá, như là bạn kích vào đây này, thì những cái chỗ nó quá nhỏ thì nó sẽ gộp vào một ô. Còn nếu như các bạn không, ví dụ như cái chỗ này vừa nãy các bạn thấy nó thừa tí này, nó cũng sẽ tính luôn. Còn nếu như mà các bạn ấn vào đây này, cái này nó sẽ gộp vào cái ô này luôn này. Ấn vào đây nha. Thường thì cái này nó nên chọn cái này. Rồi bắt đầu là tính khối lượng, nó sẽ ra cho các bạn là cái sàn lớp mặt bằng của nó. Đợi nó chạy thôi. Đấy, bây giờ là nó chạy rồi đấy. Chạy xong sao? Thoát thôi. Đấy, nó sẽ tính nhá. Ví dụ như xong rồi thì cái lưới ô vuông này hết nhiệm vụ rồi, bắt xóa đi nhá. Tính này, các bạn thấy không? Như là cái lỗ này này, là nó không tính này. Cái lỗ vừa này chúng ta tạo là nó sẽ không tính. Đấy, như cái ô màu xanh này này. Màu xanh này nó sẽ là đắp. Đấy, những cái thông số này á, là ở ngay trong cái setting vừa nãy nói đó, là nó sẽ có đây này, 188,5 là cái vừa nãy chúng ta tạo á, thiết kế. Còn 188,27 là cao độ tự nhiên tại cái điểm này, 0,23 là trên cao. Thì nó tính làm sao? Nó tính trung bình của bốn cái góc này này, và nó đưa ra được cái trung bình trên cao, và nó nhân với cái diện tích thì nó sẽ có khối lượng này. Cái ô khối lượng với ô dưới này, diện tích là đây này, tên ô là đây này, H7C9 này. Đấy, nó sẽ vạch theo cái lưới của chúng ta đấy. Đấy, như cái lỗ này nhỏ này, nó sẽ gộp vào đấy. Cái này nó gộp hơn. Ừ, chúng ta có thể điều chỉnh tay lại, không có vấn đề gì hết. Quan trọng là chúng ta phải hiểu cách tính, nó gộp luôn hai cái này, hai cái vé này thành một này. Nó có diện tích cho từng ô đấy. Nó tính dựa trên cái bề mặt Sibo này. Nó tool, cái này là tool, nhưng mà nó tính dựa trên cái surface Sibo này. Đấy, đây là san lấp một cái lô mà không có ta luy, và có cái hồ ở dưới đây chẳng hạn. Giả sử như chúng ta tính cái ta luy thì sao? Mình sẽ ví dụ nha, mình sẽ làm cái vị trí săn lấp nó xéo xéo ở đây đi. Đương nhiên là phải dùng cái này này, cái layer mới nhá, cái layer riêng nhá. Giả sử như săn lấp cái chỗ này, nhưng mà ở đây ấy, là nó có ta luy chẳng hạn. Qua đây tí nhá, chúng ta sẽ không làm như kia, tức là ở đây ấy, ta luy nó sẽ hơi mở rộng. Đây mình đưa nó vào cái vị trí nào đó nó dễ nhá. Đây đi, ví dụ đây luôn đi. Đấy, cái chỗ này nó là cái hõm xuống này. Ở đây mình sẽ nói luôn ở phần giật cơ, giật cấp cho các bạn nha. Thì nó cũng giống như phần thiết kế đường ấy,
nó cũng giống như phần thiết kế đường, chúng ta phải vạch, phải tuyến như nữa. Và tuyến của chúng ta đơn giản là tuyến nó bo quanh cái này thôi. Thì đầu tiên á, cũng làm như bình thường thôi, có alignment này, chọn này, create lại alignment object, chọn vào đây này, enter. Đấy. Enter ở đây này, xong rồi enter, không cần quan tâm nó quay thế nào nhé. Đó, xong rồi là bây giờ chúng ta sẽ chọn luôn này, chọn cái name của nó, ví dụ như là Paulo đi. À, cái đường Paulo 01, ví dụ như vậy đi. Cái này để vậy, cái này về tìm tuyến này làm giống cái kia thôi, về bộ nhận tuyến này làm giống như cái ở bài 1 thôi. À, cái này á, thì không có chọn cái bản cong nhé. Rồi, ok, nó sẽ vạch cho thông cái tuyến. Ta có thể bỏ những cái này đi này, nhiều khi nó không cần đâu. Giả sử như các bạn không muốn nó hiện lên cái này chẳng hạn, ta cũng đâu cần km thì làm lại enter đi, cái này không cần biết bên nào đâu. Ví dụ như là bao lô một, ở đây chúng ta này alignment style này là cái kiểu hiển thị của cái alignment thôi, về tìm tuyến được. Cái label này này là cái đánh nhắn cọc của này ấy. Như chúng ta chọn certain tender là nó sẽ không hiện. Rồi, chọn vào đây. Ở đây nó không hiện một vài cái thôi, nó vẫn hiện những cái điểm chuyển. Thực ra những cái điểm này này chúng ta có thể xóa đi, không ảnh hưởng gì hết này. Đó. Như vừa nãy mình nói là chúng ta không quan tâm, không cần quan tâm nó chạy thế nào, nhưng mà chúng ta phải biết được nó chạy đường nào. Chúng ta biết được nó chạy theo cái đường đây này, cái tên này, cái hướng tuyến của nó này. Ví dụ như là ở đây nó có hai phương pháp. Một á, là chúng ta tính ta luy theo mặt cắt giống như đường ấy. Thì ở đây chúng ta chú chọn vào cái sample line này, nó cũng đánh cọc cho chúng ta. Chúng ta phải chọn V cọc, V tiêm cọc giao thông, nhóm cọc là ta luy đi. Ok, rồi chọn C này, chúng ta ta luy này, chọn này, bề rộng sang hai bên á, để 50 cũng được, 20 thì cho nó nhỏ, hay chọn 20 luôn. Xong ok. Rồi đến đây á, enter nó luôn, nó sẽ đánh cọc ở đây này. Với cái cọc này này các bạn sẽ xuất nó chắc ngang giống như cái đường ấy, sẽ có xuất chắc ngang chi tiết. Các bạn nào xem thì xem lại phần một nhé, mình sẽ kiểm tra ở đây một vài điểm point để biết là nó cao độ bao nhiêu nhé. Ở chỗ này ấy, mình sẽ làm cái giật cơ đi, cơ vượt cấp này. Máy ta ghi giật cấp, chọn lại này, chọn cái elevation surface bề mặt tự nhiên đi. Ở đây là 191, mình sẽ hạ nó xuống là 10 mét đi, là 180 đi. Đây là đào hoàn toàn đi, nó sẽ có cái máy giật cấp. Rồi các bạn cái lép này. Rồi bây giờ chúng ta làm sao, chọn vào đây rồi chọn vào bề mặt tự nhiên nhé, cái bề mặt sàn lớp bên kia không liên quan nữa. Rồi chúng ta cũng xuất nó ra,
xuất ra bình thường thôi. Cái này thì cũng không cần dùng đến mấy cái tăm lây này đâu, nhưng mà các bạn thích thì cũng dùng cũng được, không sao hết. Cái này không cần xuất mấy đâu. Mình chọn cái bảng chắc lọc giao thông nhé. Đây. Để chọn xem lại cái thông số. Sau đó xuất ra thôi. Cái chỗ này làm cũng giống như thiết kế đường ấy. Tức là nếu như ta lưu ý bên này, chúng ta cũng làm như thiết kế đường thôi. Xong rồi vạch tuyến, giả sử như là chúng ta vạch ở 180 như vừa nãy mình nói ấy, chỉ sửa lại một tí nha. Ví dụ như 180 ấy, thì chúng ta phải sửa lại cái này 170 này. Cái 190 này là cái đây này, đang ở đây này. 170, cái này tăng lên là 200 nhé. Đi, ok. Vậy hơi cao, không cần đến cao này đâu. Nên lấy 178, 178 là vừa rồi. 178. Ok, nó như thế này. Bây giờ chúng ta cần tạo ra một cái đường 180 đúng không? Tạo cái đường đỏ 180. Rồi, để làm cái máy dẫn cấp 180, 180 nó sâu nhỉ. Thật ra các bạn là làm sâu á, nếu như làm sâu á, thì cái này này, chúng ta phải làm nó rộng ra. Cái phía bên này là cái phía bên phải này của nó này, phải rộng ra này. Chứ không là nó không có ra được cái dẫn cấp. Thì để mình ví dụ như để sửa lại nhá, để sửa lại cái này. À, các bạn vào xem cái group, sample line group property, ấn vào đây này, kích chuột phải, ấn vào đây này, hoặc là có thể ấn vào đây này, group property này, chọn này, đặc biệt cái bên phải, cái bên trái này, thì không cần sửa, đưa nó về không, còn tại cái bên trái này này, theo hướng tuyến là nó à được. Cái hướng tuyến bên trái chứ mình nhập cái phía bên tuyến bên trái này là nó cần dài ra, còn cái này thì có cũng được không có cũng được. Thì bây giờ mình bắt đầu là mình sẽ điều chỉnh cho cái phía trái tuyến này, này nó dài ra, còn cái phía phải tuyến này sẽ về không. Tại vì khi về không để ta tính cái kiểu phía bên phải, phía bên này này nó không cọc, thì khi nó giới hạn cái đường thì chúng ta tính được cái khối lượng ta lui. Còn vào group property đây này, chọn ship từ đầu tới cuối nhá. Vừa nãy bên trái dài ra đúng không, thì chúng ta đánh vào đây, ấn vào một số trên này, ví dụ như là sẽ dài ra 100 đi cho thoải mái, còn bên này thì không. Đấy, các bạn ấn cái trên, nhưng mà tiền đề là lúc đầu các bạn phải ấn vào đây này, ấn vào cái đây, chọn đi đến cái cuối ship, đến cái cuối quét hết đấy, ok này, cho nó kéo dài ra đấy, để nó tính thừa thiếu nhá. Như đây bây giờ giả sử nên nó đào giật cơ giật cấp thì sao cái đường này đi. Quên này mình chưa vạch. Chúng ta vạch tuyến nhé. Vào đây. Chọn đây này. Làm như vạch tuyến với cái đường kia thôi. Cái này chúng ta giả sử như làm ta lui ấy, thì các bạn cũng xuất giống như là xuất ta lui mà theo kiểu là thiết kế đường ấy. Thì chúng ta cũng vạch tuyến nó tạo như bình thường, cũng xuất chắc ngang chắc dọc. Ok, kéo ví dụ như nha, chúng ta vừa này đã nói là lấy tại cao độ 180 vạch thẳng vào thôi, chọn đây, enter,
đấy, nó điền này, nó bo rồi đó. Bây giờ tiếp tục tạo cái mặt cắt ngang đại diện. Rồi cái này bạn là tin nha, chấm nào được thôi, không quan trọng. Các bạn để ý nhá, trái này, cái này bên trái nha, thì chúng ta sẽ tạo nó phía bên trái, còn bên phải chúng ta không động gì hết nha. Vào tool palette, chọn ở đây này, hôm trước mình đã nói thì chúng ta chỉ dùng một vài cái thôi, ví dụ như là hôm trước chúng ta dùng cái này này là tạo cái mương với lại nền đào khi làm đường núi. Nhưng mà đối với cái máy dập cơ dập cấp á thì chúng ta không chọn cái này mà chúng ta sẽ vào à nhập ở đây, các bạn có thể tìm từ từ đây, cái này cái đây là bèn và chọn phía bên trái, phía bên trái các bạn, cái này thì rồi nó qua vừa nãy bạn đụng một phía bên trái thì nó sẽ tạo bên trái, nếu không ấy thì giờ sẽ qua thôi. Vào subassembly property này, chọn cái này, ấn vào đây để xem cái thông số của nó và tạo size là bên trái này, đây nó sẽ hiện ra, nó hiện ra về các cái cách tính như chúng ta có thể đọc và hiểu sơ sơ đây này. Cái cắt sốt, cắt cắt slope là cái đảo, cắt là đảo, view view là máy đắp. Thì độ dốc của nó 1:1 chẳng hạn, cái này các bạn tra tiêu chuẩn thôi. À, cái chiều cao tối đa đó, ví dụ như là nó giật này này, giật đây, giật đây, giật đây, thì cái chiều cao tối đa của nó ở đây này là bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta làm cái 3 mét, còn chúng ta muốn biết nó chính xác bao nhiêu để nó không trượt đó. Khi các bạn làm bạn tính ổn định trượt đấy, các bạn hãy tính ổn định trượt theo bishop á, nó thường đường khi mà đào cao hoặc đắp cao quá thì thường nó sẽ hay bị trượt. À, các bạn hãy tính là tính cái ổn định máy dốc đây này, đây này, khối trượt này, tạo khối trượt này, nên là bình thường chúng ta hay đào chất cơ cấp á để nó tạo ra nhiều cái đường cung khác nhau, khi nếu như giờ thẳng lên á thì nó sẽ tạo cái cung lớn và nó trượt thẳng lên đây này đấy, như chúng ta thường á làm cái này nó sẽ lớn hơn là cái này này đấy, để chúng ta tính toán, phải dựa vào tính toán để làm. Cái này nó chưa hiện thôi các bạn nhé, đây các bạn thấy này, view slope này đấy, nó xuống này, cái này độ dốc, độ dốc thì chúng ta là đây này, ở mặt cắt thì cắt đây này, 1:1 chẳng hạn, mắt cắt là cái này này, 3 mét này, cái này sẽ tương tự 3 mét 3 mét. View slope chúng ta ví dụ như là 1.51 đi, cái mắt view này cũng thế, 3 mét chẳng hạn. Cái này cái máy đắp này này nó sẽ tùy theo vật liệu đắp, còn máy đào là theo cái tự nhiên. Bandwidth của chúng ta là cái bề rộng này, cái bề rộng này chúng ta để 1/5 luôn, bao nhiêu thì chúng ta tính. Còn bên slope là cái này đấy, cái này thường nó sẽ dốc xuống này cắt nước hoặc là bạn không được. Còn những cái thông số này thì đây, cái độ dốc
ca hiểu hiểu một tí tiếng Anh ấy. Đây là cái độ dốc giới hạn của nó thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thường là chỉ chỉnh cái thông số như đây thôi. Sau đó là ok. Đấy, các bạn không biết thì cứ ấn vào cái đây chọn chuột phải này, vào cái phần help của nó này, parameter chọn vào phần subassembly help này là nó sẽ hiện hết cho chúng ta. Đấy, thế là chúng ta đã tạo xong. Còn cái bên này là không cần tạo nhé. À, cái symbol nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ đi từ đây đến đây luôn, nó bao phủ cái bề mặt này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo nhé. Thì cũng tạo giống như cái kia thôi, vào corridor, create corridor, đặt tên lại cái này nhé, bao lô layout, tại vừa nãy chúng ta không đặt tên, tên thì nó ra từ từ thiết kế thôi, chọn mặt cắt ngang, chọn bề mặt tự nhiên, tên là này. Ok, rồi làm như cái kia, chọn như chọn trong kia thôi, sẽ tạo ra cái đường target cho chúng ta. Cái này là vào đường cong, vừa đường cong, nó rải đường cong. Sau khi xong, chúng ta có thể xem nó nha. Đấy, nó tạo ra cái ta lui giật cơ giật cấp cho chúng ta. À, cái chỗ này nhá, nó là cuối tuyến nó như này, nhưng mà các bạn cũng không cần phải lo. À, cái này là cái tạo cái app mà thôi. Sau đó khi chúng ta tạo cái bề mặt surface nó thì nó cũng sẽ có ra, chứ nó không phải mất đi, nhưng các bạn cũng không phải lo. Thì tiếp theo chúng ta có thể chỉnh lại như cái này, nó giật cơ nhưng mà giật cơ giật cấp nhưng mà nó hơi dài, chúng ta có chỉnh lại cho nó nhỏ đi, cho nó thẩm mỹ tí nhé, không cần đến 100 mét đâu, chúng ta chỉ cần có thể nó cần 50 thôi là vừa được, 50 nhé, apply như thế này, 50 nó hơi dài không, 20 thôi. Đấy, miễn sao là cái này nó bo hết này, cái này nó phải dài ra một tí mà. Đấy, 30, 30 là nó dài, nó bo hết này. Sau khi xong á, các bạn phải tạo cái bề mặt tốt cho nó, làm nó cũng giống như kia thôi. Để tạo bề mặt tốt á thì chúng ta cũng phải chọn một cái cọc này đầu tiên. Để tạo cái mặt cắt, chúng ta phải tạo ra cái bề mặt tốt và bề mặt đa tầng giống như là hôm trước chúng ta làm á. Và corridor property ngay đây này, ngay đây này, surface này, chúng ta tạo ra cái top, cái đa tầng để tính khối lượng và app top, mình chọn cái này là đa tầng nhé, đa tầng là dưới ấy. Thêm vào chọn vào top thì chọn top link, đặt tầm thì bút tầm link. Và các bạn ở cái boundary này khá quan trọng, các bạn phải set đẹp cái boundary của nó ra nhé, tạo cái corridor boundary, tạo cái đường giới hạn, nếu không là nó ta lì nó chạy lung tung. Sau đó là ok, để tạo nhé, không nó sẽ bị lộn đó. Nó tạo ra bề mặt tốt vậy thì mình đặt tầm này nào. Chúng ta sẽ xem nhé, à xem cái mặt tốt đi. Xem đại thôi, không cần
vài năm đâu. Đây chúng ta có thể thấy cái bề mặt đào này, cái mái của nó giật này, thấy cái chỗ vừa nãy chúng ta cũng có, nó cũng có này nè. Đây là bề mặt trên. Vào Surface Property, chọn là chúng ta không cần đường này luôn đâu, chọn Tender hoặc là Border Only gì đó. À, bây giờ thì các bạn là bắt đầu là làm săn lấp giống như cái bên này này. Cái bên này thì chủ yếu là nó là đào thôi, còn nếu như đắp thì cấp thì nó lên thôi, nó cũng giống như cái kia. Thì để làm cái này ấy, thì vừa nãy ở đây này, chúng ta cũng phải tạo một cái đường layer riêng. Vừa nãy tạo rồi á, nhưng mà vừa nãy là trong quá trình làm á là mình lại làm nó mất rồi. Chúng ta lúc chọn cái đường polyline á là mình bỏ cái tích kia đi thì nó sẽ được. Không sao, mình sẽ làm lại thôi, chọn lại thôi, lưu ý thôi. Chúng ta đây, chọn vào đây nhé. C đóng lại thôi, đóng cái khung lại. Đây khung săn lớp. Đã chú ý nhé, lúc cái tạo cái layer, lúc tạo cái layer này, chúng ta nên bỏ chọn cái này đi nhé. Bỏ chọn này đi thì nó sẽ giữ được cái từng bao. Và chúng ta vào phần đấy shop, bắt đầu là định nghĩa lô. À, ví dụ là lô 02. Tức là nếu như không có lỗ thủng, không có cái lỗ thủng nào đấy hết, giống như thế này, này thì enter tiếp là nó sẽ định nghĩa là không có lỗ thủng. Tiếp theo là tạo lưới, chọn góc, ví dụ như mình làm cái đây, đặt tên là lưới lô 2, kích thước là 10-10, nếu như không thích chúng ta sẽ tăng lên 15, giảm xuống 5 hoặc 20, nhưng mà quan trọng là 10 thì đang là kích thước chữ này, còn 20 thì kích thước chữ lớn hơn số hàng, thoải mái 20-20 đi. Rồi tạo mới, chọn vị trí, cái vị trí đặt này không quan trọng đây, đặt cái góc này, phát. Thế các bạn có thể thấy này, cái đường này này nó sẽ song song cái đường này này. Đấy, ý nghĩa của nó là tạo cái đường ha, à, song song. Chúng ta đặt nó sát cái điểm này nhé. Đây, sao nó bô hết vào nhé. Đây ví dụ chúng ta đặt cái lưới như vậy, nó thừa ra không sao đâu. Sao không sao, tạo lưới xong rồi tạo ranh giới. Bề mặt tự nhiên của ta vẫn là bề mặt tự nhiên, nhưng mà cái bề mặt thiết kế này, cái bề mặt thiết kế chúng ta là cái bề mặt bị đột tuyến tốt này này. Chặn lại nhé, bề mặt tự nhiên thiết kế, bề mặt bình đồ tuyến tốt. Chọn lưới, lưới lô 02 là cái lưới này này, tạo đường phân cách đào đắp. Đó, chỗ này dư nó tím hết này. Tính khối lượng, chọn lô, lô 02 nhé, cái tên lô này nha, ghép các ô có diện tích 1/3 để tính khối lượng, sẽ tính ra khối lượng đào cho các bạn. Tại vì nền này nên đào hoàn toàn, nhưng mà chắc chắn là nó là khối lượng đào rồi. Đấy, cái khối lượng đây
Xong rồi thì thì nhá, mình lưu ý các bạn nhá, là cái bằng boundary này, cái ta lui, tức là cái ta lui này, thì các bạn phải chọn vào cái phần này này, chọn vào cái phần boundary này, chọn corridor ten at o boundary, nếu không là nó sẽ không giới hạn được cho cái đường bo này, mà có thể nó lệch. Đương nhiên là có trường hợp nó không lệch, nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp đa số là nó sẽ lệch. Đấy. Đây là rồi tiếp theo các bạn xuất sửa lại thôi. Ví dụ như các bạn xuất cho nó xuất ta lui á, các bạn xuất ta lui á, thì các bạn thiết kế y như là thiết kế cho đường. Và đây này, giúp gặp thiết kế này, đó nó gọi là giúp gặp thiết kế, chọn cái đường thiết kế, cao độ thiết kế thì phải chọn thiết kế nha. Còn trên cao này, chọn cái đường thiết kế, còn khoảng cách lẻ trên cao với trình, những đường thẳng đường cong là đường thẳng đường cong, thì các bạn có thể để hoặc là không để cũng được. Sau ấn OK và nó sẽ cập nhật cái ta lui, cái chất lọc ta lui tiếp theo. Cái này mình chỉ nhắc lại thôi, chứ còn thực ra là ở phần 1 các bạn xem lại ta lui, mà bây giờ chúng ta phải xuất cái chất ngang ta lui thì phải vào đây section, chọn multi, rồi chúng ta làm giống như cái bên kia kìa. Cái này các bạn chưa khai báo cái này nên là nó chưa hiện ra. Đây này, chúng ta phải mưa cái top, cái đa tầm, cái bình đầu tuyến, cái bề mặt san lớp này thì không cần nhé, cái bề mặt san lớp này của lô 1 chúng ta hất nó ra ngoài, có khoảng nhập. Chọn vào bề bình thường 1, về cắt ngang thiết kế, về cắt ngang thiết kế, cái này nó là tự nhiên này, rồi ok. Bây giờ chúng ta vào section, xuất hàng loạt, cái này là xuất đơn, cái này là xuất hàng loạt, cách làm nó giống nhau thôi. Chọn lô 01 ta lui, chọn kiểu hiển thị, tức là cái kiểu style chữ. Cái này là cái bên trái bên phải, cái này này nó chỉ tối đa được, cái nó giới hạn tối đa ở chỗ cái cọc thôi, làm hơn thì cũng được nhưng mà nó không hiển thị cái gì đâu. Bây giờ chúng ta chọn những cái này là đường tự nhiên thì chọn đường tự nhiên thôi, cái này cũng thế, ok. Cái này thiết kế, ok. Đây này, những cái nào nó liên quan thiết kế thì chúng ta chọn thiết kế thôi. Code này chọn bình đồ 1, về bình đồ 1, bình đồ 2. Thiết kế, ok. Ok. Chọn vào đây. Chọn về chất ngang giao thông, về bảng chất ngang giao thông này, tiếng Việt hoặc tiếng Anh Việt cũng được, tiếng Việt nhé. Cao độ thiết kế thì chọn tốt, cái lẻ thiết kế tốt, cao độ tự nhiên thì chọn bề mặt tự nhiên, sau khi xong thì re section,
Rồi đây. Đó, nó sẽ giật giật như thế này cho chúng ta này. Và khối lượng nó sẽ tính tại đây nhé, chứ nó không tính qua đây nên các bạn yên tâm. Đấy. Thấy tạo ra các cái mái giật cơ, cơ giật cấp cho chúng ta. Còn đối với máy thường á, thì các bạn muốn tốt thẳng á, thì các bạn tăng maximum cái bề cao này lên thôi. Cái này cứ 3 mét là nó phát giật này. Cái này 1,5 này giống như các bạn vừa nãy cái thằng báo ấy. Nhưng không có gì về tính khối lượng á, thì các bạn lại vào đây điền khối lượng. Làm y như phần 1, các bạn nào không biết thì có thể xem lại phần 1. Còn giả sử như chúng ta có thể chúng ta có thể khai báo phương pháp thứ hai nhé. Phương pháp thứ hai là tính khối lượng theo cái kiểu lưới ô vuông này. Mình ẩn cái đường frequency này đi nhé, thì mình tiện lên chỉ luôn cái đường frequency này này các bạn vào đây này, một corridor property này, code này ẩn có một cái V3 ẩn frequency cho nó đỡ nhìn, cho nó đỡ loạn. Thì để tạo ra mà cái ta lui đó, phương pháp thứ hai, cái phương pháp này thì độ chính xác nó không cao, thì các bạn có thể xem thêm thôi. Các bạn mình ẩn cái đường cái đường mũi tên ấy nhá, thì bạn ẩn vào đây này, rao là mũi tên đó, tiếng Anh mũi tên á. Rồi ok, thì giả sử như là ta muốn tính riêng cái khối lượng của cái ta lui này thì làm sao? Thì đầu tiên ta phải lấy cái đường Bowery nữa để lấy nó ra này, ở ria tạo Bowery từ corridor này. Đấy, bây giờ nó tạo ra một cái Bowery đấy. Cái đường corridor á, các bạn ấn là nó không có, ấn nó không có chạy ra đâu. Thì mình lấy nhầm đường rồi. Quét vào này, ấn vào này. Còn lại home nhé, tạo một cái đường relay boundary đi. Đây là chúng ta đang đụng với cái bề mặt của nó nha. Nhưng mà khi chúng ta thử enter đi nha, tuy nhiên là enter thì nó sẽ bỏ lỗi rồi. Cái đường này nó không được rồi, chúng ta chỉ có thể tạo boundary từ cái này thôi, từ cái đường này này. Khi mình quay lại một tí nhé, lúc đầu chúng ta ấn vào là nó có, bây giờ chúng ta cần phải lấy cái đường này ra này để tạo cái đường lô đó, giống như vừa nãy ấy. Quay lại lúc ban đầu nhé. Đây, ví dụ như lúc ban đầu thế này, nó lúc ban đầu các bạn chạm nó vô này, nó không thể cái đường bao nó đâu. Bây giờ chúng ta phải tạo cái đường bao cho nó. Home lúc này này nó mới có này, các bạn để ý nhé, lúc này nó mới có này, từ nãy nó cũng gặp không có rồi nhé. Đấy, bây giờ mu nó ra ngoài một khoảng là 1.000 đi, xíu nữa mua vào nhé. Bây giờ ta sẽ tạo cái đường này cho nó, cắt bớt nó đi. Đấy, cái đường này là đường polyline nhé, thu lại nó thôi. Đấy, vừa chọn là cái layer sản lớp mặt bằng nhé,
mua nó lại thôi. 1.000 đấy. Thì cái đường này này, cái đường polyline này này, nó sẽ là cái đường bao lô, và cái đường trong đây này là cái lô thủ. Tức là chúng ta chỉ tính ta lui thì coi như là không tính cái bên trong này. Thì đây bây giờ mình muốn làm lại nhé, lấy số định nghĩa lô, chọn cái này ví dụ là ta lui lô 2, enter. Sau đó là chọn cái các bạn lấy số lên thôi, để anh nhìn mỗi cái này thôi. À, cái đường bên này nó đã mất rồi, ta làm lại nha. Tạo cái đường lối thủ, tạo cái đường không tính ấy. Tạo cái đường không tính. Vuông C phá lại. Các bạn để ý nhá, là khi chúng ta tạo á, là cái close này, cái chân 1 này, cái close này nó phải Z. Nó mà no là không thể nào mà cái rule này nó tính được. Đây là Z nha, close Z. Còn close mà no hoặc là up thì nó không tính được. Và làm lại thôi. À, tally chấm low 2 đi, enter. À, chọn lỗ thủng. Lỗ thủng bây giờ nó là cái này, enter. Thì tiếp theo là gì? Tạo lưới góc. Các bạn chọn cái đường từ đây sang đây á, thì khi nó viết chữ nó sẽ viết chữ vuông góc này này. Còn nếu như mà chọn từ đây ấy, cái chữ nó sẽ lật lại 90 độ so với cái này, tùy các bạn thôi. Hoặc là nếu không chọn thì nó sẽ vạch thẳng theo cái đường trục XY này. Rồi đặt lưới, đặt cái lưới tabi chấm 02. Rồi tạo mới, chọn cái điểm đặt, cái điểm này đặt ở đâu cũng được, và chúng ta có thể mua lại được, mua hoặc RO nó lại được. À, không có gì hết á, biết sao là cái lưới này này nó phải phủ hết cái bề mặt này thì nó mới tạo lưới được nhá, nó mới tạo được. Tool này rất là hay để sửa lại cái lưới này này. Các bạn muốn tạo lưới này, chọn cái tally này này. Ví dụ như ở đây nhé, cái lưới này chúng ta làm chẳng may là nó chưa phủ hết thì làm sao? Thì phải tăng số lượng lên, tạo lưới. Các bạn không có ấn vào đây nữa nha, mà ấn vào đây để sửa này, kích đôi vào nó nha. Đấy, nó sẽ hiểu chúng ta còn ấn vào đây này là tạo mới. Kích đôi vào nó, chọn thêm này, chọn thêm 20 hàng nữa đi, cập nhật. Đấy, hàng nó không biết này nhờ, về thế là đủ rồi, 20 bên này đi, cập nhật. Hai mươi lặng nha, cập nhật. Đấy, nó sẽ bao phủ hết là được, không cần thế lắm đâu, không cần phải nó dư cũng được, không sao đâu. Nó dư thì nó cũng chả tính đâu, mà cái phần ngoài này nó dư nó chả tính. Rồi tạo ranh giới bề mặt tự nhiên và bình đồ tuyến tốt, chọn lưới ta lui, tạo được giải phân cách. Đấy, những cái chỗ nào không tính là tím lên này, tính khối lượng, chọn ta lui 02, chọn lô ta lui. À, mình không khuyến khích các bạn tính ta lui bằng cái này đâu nhé, tính bằng cái này nó không chính xác. Chỉ có tính cái lô trong này thì dùng cái lưới này thì nó khối lượng nó chính xác, nhưng mà dùng ở bên ngoài này thì nó không chính xác. Dùng cái mà tally chúng ta phải dùng theo tính như tính đường vậy. Đấy, sau khi tính khối lượng thì nó tính, đương nhiên là cái tally này này, cái hình dáng của nó phức tạp thì nó thời gian nó tính nó sẽ lâu hơn. Khi chúng ta ấn vào cái tool này, nó chạy bằng PVA này, nó sẽ tính lâu hơn. Cái tally này này thì nó giật này, mà tại mỗi điểm này này nó sẽ tính cao độ góc và trung bình các góc nhân với diện tích, nên là nó sẽ không chính xác. Dùng cái lưới ô vuông này không chính xác cho
tạo cái kali, nhưng mà nó sẽ chính xác trong trường hợp là tính cái mặt bằng ở trong này này, khối lượng ô nó càng nhỏ thì độ chính xác của nó càng cao. Kali thì nên dùng mặt khác thôi. Đây là mình ví dụ cho bạn là nếu như tính kali bằng cái lưới ô vuông đó, nó tính rất là lâu, mất 58 giây đấy, trong khi tính trên này thì rất là nhanh, gần phút đúng không? Thầy thấy đó. Xong việc rồi thì cái lưới này hết tác dụng, xóa đi. Thì bây giờ là đến phần suất khối lượng. Khối lượng đây các bạn tính khối lượng này, tính khối lượng đào đắp lô này. Ví dụ vừa nãy mình đã xóa một cái lưới rồi, mình quay lại nha, cái thời điểm nó còn cái lưới nha, vừa nãy mình quên mất, đúng ra là nên xuất luôn. Đây chúng ta phải có cái lưới thì mới tính được. Chọn lô này, lô đương nhiên là lưới của cái lô này, chúng ta chọn ra chọn cái khâu xuất xuất khối lượng, xuất bảng khối lượng, cái này có thể xóa đi, xuất khối lượng, đây là xuất bảng khối lượng thôi, xuất bảng khối lượng cho cái lô, chọn lô này, như lô 1 là lô này này, cao chữ này, chấp nhận và enter, và nó sẽ xuất ra. Còn về cái phần mà cái xuất khối lượng theo tali theo đường ấy, thì các bạn có thể xem lại ở phần 1 thì mình đã chỉ cho các bạn rồi. Thì bạn nào không nhớ thì có thể xem lại. Phần này thì nó đang chạy nó ra khối lượng. Tuy nhiên là lô càng lớn thì khối lượng xuất ra càng lâu. Ngoài ra thì nó có xuất khối lượng ra Excel. Excel 2018 là xuất, nó sẽ xuất khối lượng từng ô, cao độ trung bình từng ô và nó nhân với diện tích. Nhận thôi. Ok thôi, không có gì hết. Đấy, 10 này. Phát thôi nhá, phát thôi nhá. 10 này. 10 là đây, nó theo cột này. Cột là cái này nè, cột là cái này nha. Bên lô này cột không là đây này, cột không này, nguyên cái này là cột không này, C không này, C không này, cột không này, hàng này, bên này hàng 1 này, hàng 2 này, hàng 3 này, đấy nó sẽ xuất cho các bạn đọc cái thông số này phải hiểu nhé, nó ra được này, khối lượng đào này, khối lượng đắp này, diện tích đào, diện tích đắp này, cột không cái này là cột nha, cái này là hàng nha. Thì tương tự các bạn xuất cho lô 2, tali cũng xuất như vậy. Còn để xuất khối lượng ra Excel này, ở đây nó có xuất khối lượng và khối lượng ra Excel mình sẽ xuất nha. Ví dụ như xuất cho ô này. Các bạn phải mở Excel trước nha. New. Rồi mở lên thôi. Sau đó làm lại. Ở đây nó Việt Nam, tiếng Việt Nam thế này, nó rất là dễ. Xuất bảng khối lượng ra Excel của lô nào bạn xuất thôi. Mở lên. Rồi nó chạy rồi đấy. Đó. Nó sẽ ra. Mình không khuyến khích cho các bạn dùng cái kiểu này đâu nhé. Kiểu này xuất thì tuy nhiên là nó xuất kiểu này chúng ta không kiểm soát được khối lượng, nhưng mà nếu bạn nào xuất thích xuất kiểu này thì cũng được, nó ra cột hàng là nó ra bình thường thôi. Diện tích bên nào có diện tích, bên này khối lượng nó xuất đây. Bên đào, bên đắp, hàng này, cột này, nó đối chiếu vào. Sau khi xuất xong, nhưng mà đây cái kiểu này xuất ra thì
nó theo cái sơ đồ như này rất là khó hiểu, mà các bạn nên xuất theo kiểu này này, xuất khối lượng chi tiết ra Excel. Đối với kiểu này thì nó sẽ dễ tính hơn. Đây nó sẽ ra là vị trí không này, đấy, vị trí cái tên ô này này, cái ô là cái diện tích đào này, khối lượng đào này, cao độ trung bình này, rồi các cái tọa độ tại lưới đó. Đấy, cái kiểu này thì nó sẽ nhìn nó dễ hiểu hơn, còn kiểu này nhìn rất là khó hiểu. Thế tương tự thì các bạn cũng xuất cho cái lô bên này, cái là tally. Tally thì các bạn dùng cái kiểu xuất khối lượng như là bên bên thiết kế đường miền núi, các bạn không nhớ thì có thể xem lại ở cuối cuối ấy. Mình có nói với các bạn đấy, nó chạy cái này, nó chạy bằng code VBA, nó xuất khối lượng ra đấy, cao độ tự nhiên đỉnh 1 này, cao độ tự nhiên này, cao độ thiết kế này, đỉnh 2 này, đỉnh 3 này, đỉnh 5 này. Đấy, càng nhiều đỉnh thì nó xuất ra càng nhiều thôi, càng nhiều ô thì nó càng chạy lâu. Các bạn thấy nó vẫn xuất thì cái này nó xuất vì cái diện tích này nó rất lớn nên nó xuất rất lâu. Thì các bạn nào mà muốn tức là khi chúng ta tính cái lô càng lớn thì càng là xuất lâu thôi. Ta xem xuất nha, nó vẫn đang chạy. Thì nói chung là bài học mình hôm nay tính khối lượng săn lấp lô thì nó chỉ có vậy thôi. Thì đối với bài tiếp theo á, nó là sẽ là một bài dài hơn, nó tức là xuất tính về khối lượng săn lấp đường giao thông. Cái tính săn lấp đường giao thông nghe thì nó rất đơn giản, nhưng mà thực ra là khi tính thì nó rất là phức tạp. Và sắp tới bài này, bài 2 phần 2 ấy, thì nó sẽ phức tạp hơn, đặc biệt là ở phần tạo cái subassembly này này. Cái subassembly này bạn phải tạo subassembly cho cái săn lấp đường giao thông thì các bạn mới có thể tính được. Thì cách tính của nó về cơ bản là nó giống như cái ông bên thiết kế đường thôi, nhưng mà chúng ta phải tạo được cái mặt cắt ngang đại diện với các cái điều kiện của nó thì nó mới ra được. Nên là bài tới sẽ là một bài dài, thì nếu bạn nào có hứng thú thì có thể xem bài đó. Thì bài học của mình hôm nay về phần săn lấp mặt đường lô thì đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.